Wow! One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Rồi mẹ cầu nguyện muốn năm nay được cái gì rồi mới thổi chứ. Mẹ cầu nguyện con trúng số mà. Có duyên mới hả? Ta nói năm sau chuỗi mậu thân tốt lắm. À, đó giờ cầu nguyện đi nghe. Cầu nguyện cho con. Vợ chồng con sống rất là hạnh phúc. Sau này con cháu được. Cho con quá khỏe. Thôi còn không góp mà góp. Cầu nguyện cho con sức khỏe rồi. À, cắt bánh nha. Rồi giờ lấy bánh qua đi để con cắt cho. Năm nay em thấy đầy đủ chưa chị ha. Ở đây hưởng được cái mùa xuân rồi, hưởng cái lộc, thấy quá vui, cái lộc của chị. Rất nhỏ mà có vỏ cậu ơi, con không nhiều á, về bởi là mình phải uống tôi cũng nhiều. Thôi được rồi chị, ngồi đi chị. Rồi cháu rồi cũng rồi đáng ly nha. Đáng ly không xỉn là không về á. Ôi ơi quay phim em nằm rồi con hết rồi, con đợi chút xíu. Cậu qua hết chưa? Cậu phải cho hết nha. Thấy không? Hay làm ly mới nữa mà. Nè 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 nè. Chơi thêm ly mới nữa. Không không được rồi con. Nè, đó, happy birthday. Dạ, không vô được. Không sao chị, không sao. Chị thấy ấm không? Ấm. Ấm tới rồi, tới đâu nó ấm tới đó. Bởi vậy tối á, trước khi đi ngủ đó, chị phải làm một ly vậy nè là chị ngủ ngon luôn. Rồi nghe là cậu. Rồi bác hấp mì bếp này bác. Hả? Mẹ mẹ, mời mẹ với mời bác. Rồi. Mẹ nhiều quá chị thấy. Trời bữa nay sinh nhật mà ăn có lần chứ không có được ăn ngày mai, không có được ăn nữa đâu mà lo. Cắt cho mấy cậu trước đi con, cho mấy cậu đi. Từ từ ai cũng có phận chứ mẹ. Bữa nay sinh nhật bé cho bé ưu tiên đó. Ăn đi chị. Mẹ nhiều quá Thi ơi. Nè nè. Cậu về thấy chị Bảy thấy vui không? Vui lắm em. Ăn bánh đi coi. Hay là ăn bánh đi nha, đừng có mắc cỡ. Nếu mà chị được con khỏe. Trời nói nghe không kịp luôn á. Đông mà đông mà. Cậu lên nha. Có thấy báo đặt em lên hả? Mời mấy cậu, mấy cậu phải lên á. Để đi chị. Để ba uống miếng đi. Cậu ba chắc ngán rồi hay gì á? Đâu có, tính là hù chị thôi chứ không? Vậy hả? Có quá tôi chịu mà, mấy con. Bỏ 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 bánh cho cậu rồi con. Nếu cậu ba ngán thì đưa chị uống thấy cho. Mình năm đi chi chi mà. Cậu. Đây mà không mà để mạnh. Dữ vậy. Thì cái miếng đó con cắt hơi lớn chút á thì mợ với cậu ăn chung cho tình. Thấy con tâm lý chưa? Hết chưa cậu? Giờ mở con mời mở. Vậy hả? Giỏi à. Vậy giỏi á cậu. Đi ăn chung với cậu.
thôi mở 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 cậu bên đó mà ăn đi. Cái này con ăn cắt cắt nhỏ đó, con cắt nhỏ cho đi, cho người một dạ, cái dạ, dạ. Đường xa mà ăn rất lỗ. Ừ, đúng rồi, ở Hà Hoa là cậu xéo xậu, con của bà cô Tư. Ừ, còn đây là con của bà cô Út không. Ông bà thương bà cô Út. Con biết bà cô Tư không? Không, con không biết. Bánh chỗ này làm ngon mà nó không có làm ngọt lắm. Tư hả? Đã tăng mùi á. Đã tăng mùi á. Đặt trước một tuần mà quên gọi nói cho biết. Vui không mẹ? Vui chứ không? Con biết. Xong rồi làm bài nghe, ủa hát bài nghe. Mỗi lần mở máy karaoke là dành hát, hát 3-4 tiếng không cho ai hát hết trơn á. Dành cái microphone không cho ai hát hết trơn á. Hát rồi còn giật giật nhảy nhảy nữa nha. Nghị lực lắm á. Như vậy mới giống là ca sĩ chứ. Nói gì nói quan cho mẹ không. Sao quan có thì nói thật đi. Mẹ dành không cho ai hát hết. À, ở mở cao kê chúc mình cả nói chị rồi giật giật nữa. Trời ơi trời. Con. Ai vô cậu ba. Sao bữa nay chơi kỳ vậy? Sao quá kỳ nãy giờ cho ép cậu nhiều lắm rồi đó. Cậu qua phà mấy ly rồi đó. Thôi, bữa nay bữa nay con với cậu không à. Bây giờ con với cậu chút xỉn này cái coi chừng. Kêu lộn á. Mày chơi cái kỳ với mày cái chai rượu đó mày cũng phải uống chứ. Mày bắt tao với cậu Năm. À, cậu Ba ơi. Cậu Ba với cậu Năm. Trời ơi cái thằng anh Năm của cháu đó cậu biết hết rồi. Sướng quá rồi. Trời nhường cho uống sướng quá rồi hả cậu. Lâu lâu có dịp nhường cho uống. Chai rượu để trên 20 năm để dành giờ cho cậu, nhường cho cậu uống. Cậu thấy ngoài chợ bán đầy luôn. Không, nhưng mà rượu này con mua luôn để trên 20 năm rồi đó. Bữa nay ngày đặc biệt của ăn mừng Tết với sinh nhật của bé Ngọc Giao. Con làm hết rồi cậu. Kệ con chứ. Thôi con ơi, đừng có ép cậu Ba uống nữa. Thì bởi vậy cậu Ba con mẹ, con, mẹ con xúm lại cùng với cậu Ba. Trời ơi, cậu bốn chịu mà không nổi. Cậu Ba lát lấy xe đó. Cái sức cậu Ba uống bao nhiêu thì được bao nhiêu thôi. Chứ đừng có ép cậu Ba con ơi, tội nghiệp không, cậu Ba. Không có ép đâu. Mở lái cũng được mà. Nhưng mà chị Bảy là em sắp xỉn rồi đó. Sắp xỉn. Đó cậu Ba sắp xỉn rồi đó con ơi, đừng ép nữa. Chừng nào mà chừng nào mà cậu Ba xỉn, cậu Ba kêu mẹ mà lộn á. Cái đại qua đây cậu ơi, cái đại qua đây. Anh để cái máy trên góc bên đây nè, mới thấy cậu Ba. Không, quay để đây mấy nhìn rõ cậu Ba đẹp trai mà nhân vật chính mà phải quay ngay đây nhé. Đó. Trời kiểu này. Trời ơi, cái này mà mơ mốt mà bà vợ tôi mới thấy. Cậu Ba giống mà cậu Ba giống mà hồi trẻ giống mà cậu Mô Đình Diệm à. Không, chị nói sai rồi. Em giống cậu Ba. Không, mà cậu hồi giống tổng thống Hồ Đình Diệm á. Không có. Giống tổng thống Hồ Đình Diệm là ông ngoại cháu đó. Ông ông Nguyễn Văn Thông á. Biết rồi, nhưng mà ba của mình á gương mặt xương chứ không có gương mặt bầu tròn như cậu. Nhưng mà cậu Ba gương mặt cậu Ba tròn nhìn rất là có hậu. Đúng rồi, đẹp trai mà có hậu. Có thể không hổng gần nhịn chiến tôi giờ thấy quải tôi luôn. Cậu ơi, cái sắc đẹp của mình á là để người khác nhận xét chứ mình đâu có nhận xét mình được. Đúng không? Mình phải để những người xung quanh nhận xét mình.
Nhưng mà cậu cũng nhìn thấy ở trong kia cái nét của mình. Trời ơi, ngại xuống cấp quá. Tại cậu tưởng tượng thôi, chứ con thấy cậu mỗi ngày mỗi lên cấp thì có xuống đâu mà xuống. Còn có uống thuốc chưa mà khen cậu vậy? Ăn cho lắm rồi, ăn cho lắm rồi. Kìa, cậu nói gì kìa? Này cậu nè, vợ anh Đạt nè. Cậu khuyên cháu một câu thôi, cháu phải ăn uống lên cho mập mập thôi. Vậy thôi, một lời thôi. Không, xì tai cái gì xì tai của nó, nhưng mà xì tai của đàn ông á, nhìn đàn bà phải có da có thịt. Đúng rồi. Nè, giống như tôi chị nói nó hoài đó. Chị nói nó hoài đó, cũng như như đạo vậy nè, ba trường chị vậy đó. Được. Bởi vì chồng nó kêu nó bằng mập. Cái thằng này nó không có tế nhỉ. Kêu vậy là nhắc nhở đừng ăn nhiều quá sẽ lên cân. Phụ nữ là phải tròn trịa, phải có da có thịt chứ. Chứ ốm quá cái thấy khô khan lắm cậu ha. Đúng rồi. Rồi biết giờ không khô khan rồi. Chắc khổ nữa. Đúng rồi. Cậu ba nói giống thịt ý mình. Bởi vì ta nói đàn bà thì phải cho tròn chị phải đẩy ra. Giống như mẹ nè, lúc nào cũng tròn nè. Bà già chồng không? Đó, phải như bà má chồng vậy mới được. Hiểu chưa? Cứ nhìn cái sắc đẹp của mình, ăn uống nhiều lên cho nó có da có thịt lên. Điện nước đầy đủ. Đó, đúng luôn. Điện nước đầy đủ lên. Cậu ơi, mà tại cái mình của nó cũng không có ốm. Giống như bé nè, lúc nào cũng dư hết nè. Tại vì cái mặt của nó là vậy đó. Chứ cái mình nó cũng có thịt thà tròn trịa đó. Chị có gờ chưa? Có. Chị ôm nó hoài chứ gì. Mẹ tính tuổi Việt Nam. Nhưng mà tuổi nào tuổi á, thằng Thi nó cũng kêu bé không à. Đúng rồi. Tuổi nào không quan trọng, lúc nào cũng kêu cũng kêu bé. Tại vì bé quá đẹp, quá trẻ, mà điện nước thì lại dư nữa. Đó. Bởi vì không kêu bé kêu bằng gì giờ. Mẹ vợ nè, đó phải giống bé đi. Cậu này thiệt. Không, cậu nói thiệt đó. Cậu nói thiệt mà. Cậu mới uống có mấy ly cậu nói thiệt đó. Dành ăn cậu. Nó bỏ đó con vợ. Ngày ba cử mà cho ăn có nửa cử làm sao mà có điện có nước. Người này ăn hết buổi trưa nửa ổ, chiều nửa ổ sao chịu nổi. Trời ơi. Mà nếu mà cậu con trai giống mẹ là giàu lắm đó. Thì không, cháu nói đúng, Bởi vì cậu mới, bởi vì cuộc đời của cậu từ xưa giờ sống như vua. Ông vua. Ông vua. Ông vua. Ông vua. Kêu bằng ông vua luôn. Đúng là ông vua, còn ông vua là sai bét rồi. Vua kia là vua chữ D, là sai bét. Không biết nó nói chúng thì chặt, không biết nó nói tùm lum hết trơn á. Em tự làm không, anh đâu dám sai em đâu. Nó sai vậy đó mà ốm chân gì. Ốm thì ốm nhưng mà cái này là ý là có mặt mọi người đó nghe, chứ còn ở nhà cỡ nào nữa. Dạ, còn hơn nữa cậu. À đó thấy chưa, tối nay ngủ sofa hả? Tối về tối mà có dễ gì, ông có giỏi ông ra nói chuyện với tôi. Bữa nay có cậu ba hỗ trợ đó. Dạ, có cậu ba, có cậu tỷ, bởi vậy anh vợ con im nghe à, không dám gục gạch. Ngon, nó có đồng minh rồi. Dạ. Hồi nãy anh đưa chìa khóa cho Tú Anh phải không? Dạ. Đưa đây anh, chúc anh chạy cho. Thôi thôi, để người cậu xỉn mà chạy gì.
Đấy. Anh mà uống xỉn xỉn đó, anh chạy mới mau về tới nhà đó. Ôi để con tỷ chạy đi con. Nhà mà nhà ở tiểu bang khác á cậu ơi. Chứ không phải ở Santa Ana. Khi dễ tôi quá trời với bà. Hồi đó đám cưới của Kim phải không? Rồi cái chị với ông Kim được tới ghé xóm hai em một lần. Từ đó tới bây giờ mới gặp chị đó. Được á, đám cưới Hồng Nam ở đám cưới Hồng Nam à, có gặp ở đám cưới Hồng Nam. Với cái đợt nào á là ông ba có lên. Ờ rồi, nhà con đó. Ông có lên, nhà cũ á. Cũ lên thăm mẹ con mấy lần mà. Chở em đi nè. Cái đó là lúc còn đám cưới. Hồi sớm mai. Còn là sớm mai. Nhưng mà cái gần nhất là cái đám cưới thằng Nam thôi. Ờ đúng rồi, đám cưới thằng Nam. Rồi bây giờ chị em mình mới gặp lại. Nhưng mà thấy chị cũng đẹp như hồi xưa. Cảm ơn cậu nha. Mà đám cưới con với vợ con, cậu ba có tới mà, nhớ không? Cái đó thì cậu nhớ rồi, thì cậu có đứng chủ sĩ. Chị hồi đám cưới thằng Nam. Ủa cậu sao, cô ấy gì chị Bông Hường sao bà không qua đây chơi ha? Sắp tới rồi. Mới phỏng vấn xong mà có được xong rồi. Dạ, nó nói, đi chơi thôi. Đi qua vô rồi. Chắc trước hè. Dạ. Nó phỏng vấn đậu rồi. Dạ. Ừ. Đó con cũng thích. Rồi, chị Bông Hường mà qua bên đây. Rồi nhà đó ai giữ cậu qua? Đóng cửa lại. Đóng cửa. Đi chơi chị Bảy. Ờ. Dạ. Nhưng mà đi chừng bao lâu con gì, đi qua chơi một tháng nó về còn một cái gì nữa chị Bông Hường chị Chiêu Nguyên chị Chiêu Nguyên chị Chiêu Nguyên nó cũng phỏng vấn rồi vài bữa nữa cũng đi qua đây chơi nó cũng đi qua đây nó chơi rồi nó về rồi chị Chiêu Nguyên cũng tu nghiệp cũng có thằng trai mà con thấy chị Bông Hường qua đây sướng hơn tại lớn tuổi rồi không chồng không con qua bên đây có anh em này kia chứ ở bển thôi ở bển ở bên đó sướng á. Bây giờ nó có vậy, nó có nhà, nó cho thuê, cho mướn, nó tiền cho phè phè. Bây giờ khỏe lắm, chị Bông Hường á. Bông Hường á, cô Mự á. Bây giờ nó qua đây nó phải đi làm để có tiền, trả tiền trọ, tiền đúng rồi, tiền xe, tiền nào đó đúng không? Rồi, chúc sức khỏe cậu. Chúc sức khỏe, Happy New Year. Chứ nó không có định cư. Rồi. Hai cậu Út từ từ hối cậu ba để cậu ba lâu lâu có dịp xuống đây. Nãy quên đưa chìa khóa cho tôi Hoàng đưa đây lại. Để em chạy. Thôi. Hồi nó cho anh nguyên cái băng xe anh nhận. Không, anh đâu có xỉn sai gì đâu. Ai nói em xỉn, em nói anh nghĩ thôi. Không. Xỉn đâu. Thôi hai vợ chồng cô lái tôi mệt lắm rồi, đưa đây. Thôi để mở lái đi. Anh ngồi đi anh coi. Ngủ giấc rồi về tới nhà rồi tỉnh. Lái xe mà lái mấy chục năm không đã sao dành cậu. Cậu ơi, bên này chạy nói chứ cũng dễ hơn bên Việt Nam vậy đó. Bởi vì nó có cái len, mình chạy theo len thôi. Còn bên Việt Nam mà nhiều khi xe nhỏ thắng qua thắng rồi. Đúng rồi. Chị có lái xe chưa mà chị biết. À chị biết. Cái người chứ không có bằng lái mà thay tư vấn hay ha. Không có bằng lái mà đã ý kiến nữa. Bây giờ đưa chiếc xe đạp chạy còn không được, còn leo lên không được nữa đó. Nhưng mà cái giấc này nổi không? Nổi chứ. Mấy đứa con còn á, ở đi bác sĩ đi mua đồ gửi Việt Nam á, mà kêu tụi nó là sao không? Đi lại tới đó đi rồi ngoại chỉ đường. Vậy mà chị chỉ chỉ đường đi chắc quá. Thôi, không phải là chắc đó. Nó gọi con, nó hỏi địa chỉ. Nó bấm đường cho nó ra. Hay quá, chị phải hay thiệt luôn. Bà tưởng bà giỏi, bà nổ gân. Chứ lúc còn trẻ chạy xe dữ lắm mà. Chạy chiếc ghim á. Chạy khắp Cần Thơ luôn mà. Đi Long Xuyên, gạch giá gì tùm lum hết trơn chứ ở đó.
rồi con có Sài Gòn thì chưa đi thôi. Chở con về với ngoại lên đó, lên cái về tới nhà cái gần có cái cầu quẹo cua sao hả, lật cái té hai mắt con ngựa gớt xuống ao luôn. Cậu ba về nói chị gửi lời thăm mợ ba khỏe nha. Mà không biết về nhà cậu ba có nhớ không nữa. Giờ gửi thì gửi nhưng mà về nhà nhớ hơn không là hên xui. Cậu bây giờ cậu chỉnh vơ thôi, cậu đâu có xỉn gì đâu. Rồi thôi. Năm sau vậy, bữa nay là năm mới, hẹn năm sau lâu dữ vậy. Năm sau làm nữa hả? Năm sau mới về nữa. Ê, chị dám làm em dám tới. Bây giờ cái tuổi già mà mình thể mà còn vui được mình cứ vui. Đúng rồi, thấy không? Bây giờ mình ứng ngày thôi, chứ mình không ứng tháng, rồi, thì đó, năm mới chúc chị, sức khỏe rồi nhà, vui vẻ, yeah. Đi casino thường thường luôn. Đúng rồi. Ơi. Gá mình nó không có cho đi đâu. Vì vậy biết không, em á, rủ đi đâu chơi á, cũng không đi, rủ đi casino đi liền. Đúng. Nè, thấy không? Cái tuổi già của cậu với mẹ con đó chỉ có thích casino thôi. Bây giờ con không cho đi phải không? Cậu chở mẹ con đi. Thì bỏ làm đi rồi con đưa 100 thôi, con đừng đưa nhiều. Cậu, năm sau gặp nữa hay cậu? Tiệc vui nào cũng phải tàn. Cậu uống hay quá, quá cậu giỏi luôn. Thiệt luôn á, cậu 70 tuổi rồi. Cậu trứng cựa dữ lắm chứ rồi. Năm sau lên nữa hả? Ủa cứng cựa là sao? Nhờ. Hả? Chị biết không, công phu mình phải luyện tập. Ủa luyện? Uống mấy chục năm nay rồi bây giờ không lẽ tới chút xíu này xỉn sao? Ở đó là còn ngon lành nữa. Thon hơn bây giờ hơi bật hơn. Con cái là hơi xấu, Vẫn đẹp trai, vẫn đẹp trai, ngon lành. Ngon lành phong bộ. Có thể không? Tại sao? Tại sao mở ba chê cậu quá trời vậy? Mở ba giả bộ đó. Giả bộ nhõng nhẽo quá cậu ơi. Vậy thôi cậu chào hết nha, em về. Dạ, chúc cậu năm mới sức khỏe dồi dào nha. Thì cậu phải giữ sức khỏe để năm tới mẹ con còn tổ chức ở đây nữa, cậu còn lên gặp mẹ con nữa chị vậy ha. Ơi, lâu lắm rồi mới gặp chị á, bao nhiêu năm rồi? Gần 10 năm rồi đó. Đúng vậy. Gần 10 năm. Từ lúc đám cưới của Nam á. 6-7 năm rồi. Từ lúc đám cưới của con Nam gì đó tới giờ luôn á. Ăn uống thêm vô. Cậu chỉ nhắc cháu có bao nhiêu thôi. Cuộc vui nào cũng phải tàn. Bây giờ bà con cô bác chuẩn bị đi về 5 giờ. Mà trời mau tối quá tại mùa đông. Ai cũng công nhận mà. Nó nói cậu đẹp trai hoài trời. Cậu đẹp trai mà. Dạ mai mà. Dạ. Yeah.
Rồi sẵn dịp Tết đến thì Kenny xin kính chúc tất cả cô chú, anh chị, bà con, cô bác gần xa bước sang năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự may mắn, làm ăn phát đạt. Bye. Bye. Kính chào các cô chú, anh chị, quý đồng hương tại California. Kenny Phan là một chuyên viên bất động sản trên 17 năm kinh nghiệm. California hiện tại có khoảng 40 triệu người đang sinh sống, đông nhất trong 50 tiểu bang của Mỹ. Thị trường bất động sản tại California luôn tăng vọt một cách nhanh chóng. Cho dù điều kiện của quý vị như thế nào, quý vị cũng có quyền sở hữu cho mình một căn nhà đầu tiên để ở. Quý vị nào muốn bán nhà nhanh, giá cao, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, hoặc mua nhà lần đầu với phân lời thấp nhất, hãy liên lạc trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mua bán nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại hay công nghiệp, hãy gọi ngay hôm nay tại số phone 626-899-5679. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp ngay. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.